Dạ ngon. Ăn ngon. Con ăn gì đó? Hủ tiếu. Hủ tiếu. Dạ. Mình gửi có bữa cá. Hủ tiếu. Mình gửi cá. Chả. Chả. Mình gửi có bữa cá. Con nói tiếng Việt Nam đi. Hủ tiếu. Tiếu. Ừ. Con cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Con xin chào mọi người chưa? Xin chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Quay ra đây nè. Quay ra đây nè, quay đây. Con xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Quay ra đây, quay ra đây. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Con tên gì? Con tên gì? Con tên Trèo ơi. Con nhớ Trèo 3 tuổi. Con 3 tuổi. Con 3 tuổi. Ừ. Dạ đúng rồi, nhớ thế chị. Con Phương Hành Nhân 2 hề rồi. Ăn hết gì đó không? Hết chiều. Hồi chiều? Dạ. Thả mất con suy sớm. Đúng mức khó. Ít thôi rồi cả thề. Ăn từ từ, ăn miếng to vậy hả? Hết năm rồi. Một cái, một miếng. Một. Một cái. Một, hai, ba. Nói tiếng Hàn, tiếng Việt Nam đúng không? Nói tiếng Hàn. Nha. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Ừ. Nhanh là ăn sao? Ăn nhanh lên. Ngon không? Dạ. Dạ ngon. Ngon lên. Không cho dạ. Hủ tiếu. Không cho dạ. Ừ. Chín chậm. Ăn không có dở. Ăn hủ tiếu đi. Ăn cơm không có dở nha. Không có chơi đũa nha. Bữa nay con đi học có vui không? Ừ. Có không? Bữa nay có bị cô giáo la không? Ừ. Ừ. Bữa nay có bị cô giáo la không? Hồi xí bé chí chá lê hò. Ồ nè chú chê lê hôn nạc sát. Dạ. Hôn nạc sát? Dạ. Về? Hôn nạc kèo. Mà anh cho nó sát? Dạ. Về mà anh cho nó? Anh cho nó kèo. Đi học sao để cô giáo la? Anh cho nó kèo. Con phải ngoan, cô giáo không la. Bữa nay con lì đúng không? Dạ. Lì hả? Dạ. Con phải ngoan. Dạ. Ngoan thì cô giáo phải không la. Nghe dạ. Không? Dạ. 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 Mẹ nói tiếng Việt Nam với con mà. Ba. Nên ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Ừ. Hình thế. 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 Con đẹp đẹp. Con thương mẹ không? Thương mẹ không? Dạ thương. Dạ thương. Con chú chú.
ăn nhanh lên, ăn lâu quá à, baby ăn lâu quá à, tập ăn nhanh lên nha. Dạ. Ngồi để chân xuống, không có gác chân lên, để chân xuống, để chân xuống. Ừ, ngồi không có gác chân vậy nha, để chân xuống. Ngoan là được chưa? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Con có ôm ma, ôm ma nữa. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơi. Con đi rồi làm bữa đi. Ơi thật chết ta. Chứ. Chứ.김치하고 포도 먹었어요? 포도를 먹었대요. 근데 그냥 포도 먹었대. 그랬어요? 네. 내 마음에 비는 얘기 đúng không? 엄마 포도 먹었대요. 내 마음에 비는 không đi nhà trẻ đúng không? 네. 내 마음에 đi chơi nha. 내 마음에 đi chơi với mẹ nha. 네. 내 마음에 đi đâu chơi? 내 마음에 đi chơi nha. 네. Đi chụp hình nha. 네. Dạ. 네. Sao mẹ nói tiếng Việt Nam với con nên 네. không vậy? Phải 네. dạ nghe không? Trời ơi. Ăn từ từ ăn đi. Ham ăn quá à. Để cái chân xuống. Để cái chân xuống. Ngồi là không có được gác chân lên nha. Không có. Ngồi là không có được gác chân lên. Không có. Cái muỗng. Con nói đi, cái muỗng. Không mà. Cái muỗng. Cái muỗng. Ừ. Thành năm. Cái muỗng. Cái muỗng. Ăn đúng kiểu Hàn luôn. Ăn khúc xa nào kiểu kìa. Mở cửa. Ngon không? Ngon không? Dạ ngon. Dạ ngon. Cái hỏi không trả lời chứ không có gật đầu vậy. Mình lịch sự mình phải trả lời. Chưa thầy rồi. Con nói tiếng Việt Nam đi, cho con xin đi. Cho con xin. Cho con xin. Cho con xin. Cho con xin. Con sữa nha. Này. Coi chừng đỏ đó. Mẹ cho sữa nói sao? Con cảm ơn mẹ đi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ừ. Người ta cho cái gì của mình thì mình phải cảm ơn, đúng không? Cảm ơn mẹ. Ừ. Khi mà người khác cho mình cái gì là mình phải biết cảm ơn, mình phải lịch sự chứ. Dạ. Ừ. Cảm ơn này. Xong chưa? Con ca cho mọi người nghe bài đi. Xin cảm ơn này. Thôi ca đi. À, hát bài đi. Hát bài biên khư đi. Hát bài biên khư đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giỏi. Câu bài khác đi. Đề ca la đề ca la ve ping ca ping ca ve na yong khi la la khi la la ta ju ju buồn lúc ca la buồn lúc ca la ve na yong khi la la khi la la ta ju ju. Các bạn ai kia sang đấy? Ăn ít xương cơm thôi, ăn ít muối thôi con. Xương cơm cơm ăn mặn à? Ăn ít muối thôi. Với cay ra nha. Đó, thấy chưa? Ăn ớt muối à? Cay hả? Cay không? Đeo, không đeo, cay.